Triển lãm tranh với tên gọi nghe có vẻ xa thăm thẳm, tình biên viễn. Nhưng bước vào đây, khách thưởng lãm chìm đắm trong không gian núi rừng Tây Bắc mới cảm thấy thật ấm cúng, gần gũi biết bao. Những mảng màu nóng ấm, những nếp nhà đơn sơ cùng sinh hoạt vui chơi như bừng sáng trong vạt nắng của họa sĩ Đỗ Quyên Hoa. Tác giả có mấy cách nhìn nó tương đối là đơn giản và khái quát cái cuộc sống hiện thực. Cô ấy đã chọn được cái ánh sáng ở trong các cái tác phẩm. Đấy là một cái thế mạnh, tôi nghĩ đấy là một cái thế mạnh ở tranh. Là người gắn bó với bà con dân tộc Tây Bắc nhiều năm, tác giả muốn cho người xem thấy nơi đây không chỉ đẹp về cảnh sắc thiên nhiên mà còn cả ý chí và bản lĩnh vượt khó của người dân. Những đứa trẻ dù cơm chưa no, đường đến trường xa mịt mù nhưng vẫn hàng ngày cắp sách tới trường. Và để tiếp thêm động lực cho các em, nhân dịp này, nhà thiết kế Đỗ Quyên Hoa dành tặng 5.000 suất ăn cho học sinh nghèo. Trẻ em trên Tây Bắc cuộc sống rất là khó khăn. Cơm trắng đã là một thứ gì đấy rất là xa xỉ. Thế nên là khi mà cái quỹ cơm có thịt ra đời thì rất là mừng là các em đến trường đông hơn và đều đặn hơn. Trước tiên là đến trường để được ăn no, ăn ngon hơn ở nhà, rồi sau đấy mới là đi tìm con chữ. Và tôi đã đóng góp sau cái đợt triển lãm tranh này là 5.000 bữa cơm. Và tôi hy vọng là các bạn bè tôi cũng cùng chung tay để đóng góp cho quỹ được tồn tại bền vững. 39 tác phẩm hội họa với bút pháp hiện thực trên chất liệu sơn dầu và acrylic đã góp phần nối dài yêu thương, giúp công chúng hiểu hơn sự khó khăn của người dân vùng cao để chung tay vì tương lai con trẻ.